Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải của mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó." Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ hai sau Chủ nhật 29 thường niên. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 12 hôm nay cho chúng ta biết đâu là bảo đảm đích thực và hạnh phúc đích thực trong đời sống mỗi người chúng ta. Đời sống hàng ngày mỗi người chúng ta trong tư cách vai trò của một người cha, người chồng, người mẹ, người vợ trong gia đình, chúng ta phải lo toan cuộc sống buôn ba vất vả với những công việc khác nhau để cho gia đình của mình có điều kiện sinh sống, để có tiền, có vật chất nuôi gia đình của mình, chăm lo cho gia đình của mình, để cho gia đình của mình được bảo đảm một cách nào đó. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu nhân tiện việc hai anh em đòi chia gia tài và mời Ngài làm chủ tọa để chia gia tài, thì Chúa Giêsu nhắc nhở anh em phải coi chừng, phải coi chừng những thứ tham lam, không phải dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Chúa Giêsu cảnh báo khi hai anh em đang tranh giành của cải do cha mẹ để lại, phải canh chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Ông bà và anh chị em chúng ta có kinh nghiệm và có thể chúng ta cũng chứng kiến nhiều gia đình tan nát vì của cải vật chất, vì gia tài bố mẹ để lại. Anh chị em trong đại gia đình tan nát, chia rẽ nhau, đến chỗ xung đột, đến chỗ không còn nhìn mặt nhau, đến nỗi còn chém giết lẫn nhau nữa. Những thứ tham lam của cải vật chất không phải là dư giả mà mạng sống mình được bảo đảm. Và Chúa Giêsu sau đó kể một dụ ngôn về một ông nhà giàu, nghĩ trong đầu rằng mình lấy chỗ nào đây để trữ lúa thóc, bởi vì kho cũ đã chật rồi, thôi mình phá kho cũ đi, xây kho mới vào, trữ trong đó. Và tự nhủ lòng mình rằng hồn ta hỡi, cứ an tâm, bởi vì gạo thóc dư giả rồi. Đồ ngốc, ngay đêm nay thì Chúa lấy mạng của ngươi, thì những thứ mà ngươi sắm sẵn đó về tay ai? Chúa Giêsu dùng dụ ngôn đó để cảnh báo những người tham lam của cải vật chất, coi của cải vật chất là tất cả được bảo đảm
bảo đảm trọn vẹn, được an toàn, được hạnh phúc rồi. Thưa ông bà và anh chị em, của cải vật chất là phương tiện Chúa ban cho chúng ta, cần thiết lắm để cho gia đình được sinh sống, để lo cho con cái được học hành lớn lên, được bảo đảm theo một nghĩa nào đó. Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta sự bảo đảm đích thực để giữ được mạng sống đích thực. Bởi vì của cái vật chất có thể giữ được mạng sống ở đời này vài chục năm mà thôi, và chưa chắc đã giữ được mạng sống của mình vài chục năm đâu. Sự chết đến bất cứ lúc nào. Những ngày tiếp theo chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu cảnh báo. Sự chết đến như kẻ trộm. Cho nên Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta sự bảo đảm đích thực, sự sống và sự hạnh phúc đích thực. Cho nên Ngài cảnh báo những thứ tham lam, canh chừng kẻo rơi vào tình trạng tham lam. Tham lam quá độ đến nỗi đè nên xúc phạm đến nhân phẩm, sự sống của người khác để có của cải. Nhiều người làm ăn bất chính, làm hàng giả, hàng độc hại. Xã hội Việt Nam đang xảy ra cái tình trạng đó. Những ngày này tại Hà Nội, ảnh hưởng bởi khói bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng bởi nguồn nước độc hại, bởi vì người ta tham lam. Có rất nhiều ông chủ tham lam, phá hủy môi trường, không quan tâm đến sức khỏe của người dân. Nguồn nước ô nhiễm nhưng vẫn cấp cho người dân. Đến khi phát hiện rồi thì mới cảnh báo. Tham lam. Và tưởng như thế để có được của cải, để được bảo đảm sự sống của mình, được bảo đảm. Không. Chúa Giêsu cảnh báo, Chúa Giêsu cảnh báo để cho chúng ta biết đâu là sự bảo đảm đích thực. Đó là hạnh phúc đích thực. Xin Chúa cho chúng ta lắng nghe lời của Chúa, để chúng ta sống trong đường lối của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta những phương tiện vật chất cần thiết để chúng ta lo cho cuộc sống của chúng ta, gia đình, những người thân yêu của chúng ta. Nhưng xin Chúa cho chúng ta biết đặt vào nơi Ngài sự bảo đảm của đời sống chúng ta, của gia đình chúng ta. Bởi nơi Ngài có bình an, sự sống và hạnh phúc đích thực. Cảm ơn ông bà và anh chị em.